Nếu trong video trước mình đã chia sẻ về hai loại phủ bề mặt là laminate và melamine thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về lớp phủ veneer. Veneer là gì và veneer có thể phủ được trên những cái loại quốc gỗ nào thì xem hết video ngày hôm nay đảm bảo là các bạn sẽ nắm rất là rõ. Và hy vọng là các bạn cảm thấy hay thì hãy like và subscribe kênh Tết Home của chúng mình nha. Và mình là Minh Thúy. Gỗ công nghiệp phủ veneer hiện đang là một trong những xu hướng lựa chọn của rất là nhiều gia đình Việt hiện nay. Lớp phủ veneer thì có một cái vẻ đẹp rất là hiện đại, màu sắc cuốn hút như thể là gỗ tự nhiên, giá thành thì lại rất là hợp lý. Nhưng hiện tại trên tay mình đang có hai cái mẫu, ví dụ như mọi người nhìn thấy là có lớp phủ vân rất là đẹp. Đây, ở đây nữa. Vậy veneer là gì? Mình sẽ trả lời luôn. Veneer là một trong những cái chất liệu phủ bề mặt cốt gỗ, bản chất là những cái tấm phủ có độ dày khoảng 3 ly, được lạm mỏng từ những cái tấm gỗ tự nhiên như là gỗ ốc chó này, gỗ sồi, xoan hay là gỗ đào, vân vân. Vì bắt nguồn từ gỗ tự nhiên, cái tấm phủ veneer vẫn giữ được màu sắc và vân gỗ y như thật. Veneer được xử lý và phủ hay là dán lên cái bề mặt các cái cốt gỗ công nghiệp như là gỗ MDF này, HDF hay là gỗ composite, vân vân. Sử dụng sản phẩm cốt gỗ phủ veneer để làm nội thất thì sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm chi phí mà vẫn mang lại cái vẻ đẹp, sự sang trọng mà nó không hề kém gỗ tự nhiên một chút nào. Vậy ứng dụng của lớp phủ bề mặt veneer theo từng loại cốt gỗ như thế nào? Không phải với cốt gỗ nào chất liệu phủ bề mặt veneer cũng có thể kết hợp được. Gia chủ và các kiến trúc sư thì khi mà làm việc với nhau sẽ cần phải cân nhắc các yếu tố như là độ nhẵn của bề mặt lõi hay là quy trình dán phủ của bề mặt, mức tương thích về giá, vân vân. Trong đó các cái cốt gỗ phổ biến và phù hợp với chất liệu phủ bề mặt veneer thì có 4 loại. Đầu tiên là MDF, HDF và composite. À, 3 loại. 3 loại cốt gỗ phổ biến. Đấy, như mình vừa nói không phải là 4 loại nhá, là 3 loại. Đầu tiên là gỗ MDF phủ veneer. MDF, gỗ công nghiệp MDF là một cái loại cốt gỗ ván sợi có cái mật độ trung bình, được làm từ gỗ tự nhiên. Sau khi mà thu hoạch ấy, thì gỗ tự nhiên được nghiền thành bột, trộn với keo và sau đó ép thành tấm lớn với cái áp suất rất là cao. Cốt gỗ MDF có hai loại, loại thường là cái loại lõi vàng và cái loại chống ẩm là cái loại lõi màu xanh. Mà loại lõi chống ẩm ấy thì là một trong những cái loại vật liệu mà mình nghĩ là đối với những khách hàng của Tết Home thì rất là quen thuộc rồi, bởi vì hầu hết tất cả những cái sản phẩm nội thất do Tết Home thiết kế thì đều làm từ gỗ MDF cốt xanh chống ẩm của An Cường. Tấm phủ veneer sau khi mà được xử lý có cái sự tương thích, dễ dàng thi công trên cái cốt gỗ MDF, tạo thành phẩm có cái giá thành rất là phải chăng, có cái khả năng chống co ngót này, chống cong vênh, loại bỏ những cái tác nhân gây mối mọt. Sản phẩm này thì hiện tại đang rất là phổ biến trong các cái công trình nội thất theo những cái phong cách như là hiện đại, đồ nội thất kiểu dáng đơn giản, không rườm rà, bề mặt phẳng nhẵn như thế là bàn học này, tủ kệ, bàn làm việc, tủ bếp, tủ quần áo, tủ trang trí, nói chung là cũng rất là đa dạng. Thứ hai là gỗ HDF phủ veneer. HDF hay còn gọi là High Density Fiberboard là một loại ván gỗ công nghiệp được tạo lên từ cái bột gỗ của các cây tự nhiên ngắn ngày, trộn với keo và các cái chất phụ gia công nghiệp, được ép thành ván dưới lực ép có cái áp suất rất là cao. Bởi vậy gỗ HDF có cái độ cứng và độ bền cơ lý rất là cao. Cốt gỗ HDF hiện nay thì có hai loại là HDF siêu chống ẩm là cái loại màu vàng nhạt và Black HDF siêu chống ẩm là loại màu đen. Khi kết hợp với veneer thì gỗ HDF trở thành nguyên vật liệu có cái kiểu dáng rất là đẹp, vân màu rất là phong phú, có cái ưu điểm là độ bền rất là cao này, chống mối mọt, chống ẩm này. Bên cạnh đó thì cái trọng lượng gỗ thấp thích hợp để làm vách ngăn phòng, cánh cửa, tủ bếp, giúp tránh được những cái tình trạng như là bị bung bản lề hay là xuống cấp trong cái quá trình mà sử dụng. Giá thành của veneer cao hơn so với các cái loại phủ bề mặt khác, tuy nhiên thì nó vẫn còn rẻ hơn rất là nhiều so với gỗ tự nhiên. Thứ ba là gỗ composite phủ veneer. Gỗ composite hay còn gọi là gỗ nhựa ấy, thì hiện nay đây là một trong những cái loại vật liệu mà đã có rất là nhiều người biết đến rồi, là một trong những cái loại vật liệu giả gỗ với cấu tạo từ hai cái thành phần chủ yếu là bột gỗ và nhựa. Hai cái nguyên liệu này ấy, thì khi mà được trộn lẫn lên một cái tỷ lệ thích hợp cùng với những chất phụ gia để có thể tạo ra được một sự kết dính rất là cao. Gỗ composite có hai loại dùng cho nội thất và một loại dùng cho ngoại thất. Độ bền tương đối cao này, chịu nước này,
chịu nhiệt này, chống được sơ mỏ. Và ngoài hơn nữa thì cái gỗ composite phủ veneer có cái vẻ đẹp tự nhiên, phẳng mịn và cái chất lượng bên trong rất là cứng cáp. Cấu trúc của các cái hạt nhựa bao bọc cái hạt gỗ giúp cho cái thành phẩm không bị thay đổi về nhiệt độ, độ ẩm, không cong vênh, co ngót. Ngoài ra ở không gian ngoại thất, gỗ composite còn được sử dụng cho sàn gỗ ngoài trời này, các lam chắn hay là lam trang trí. Lớp phủ veneer có vân gỗ màu sắc rất là đa dạng, thích hợp với nhiều phong cách thiết kế mà gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Lựa chọn lớp phủ veneer với các cái loại gỗ công nghiệp như là gỗ MDF, HDF hay là composite cho các cái sản phẩm nội ngoại thất cho gia đình mình là một trong những cái lựa chọn mà mình nghĩ là hoàn hảo về cả mặt thẩm mỹ, công năng và rất là hợp lý về cái mặt chi phí. Như vậy là qua video ngày hôm nay các bạn cũng có thể hiểu được rất là nhiều những cái thông tin mà mình chia sẻ về cái bề mặt phủ veneer. Và nếu như mà các bạn muốn lựa chọn những cái sản phẩm được phủ bề mặt veneer, những cái món đồ nội thất, thì các bạn hãy tìm đến những cái đơn vị nội thất uy tín để có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm đảm bảo. Và nếu các bạn có nhu cầu thì hãy để lại dưới phần bình luận. Mình là Minh Thúy và hy vọng là các bạn cảm thấy video ngày hôm nay hay thì hãy like và subscribe kênh Tết Home của chúng mình. Và đừng quên hotline của Tết Home là 0962 511 511 và các bạn hãy liên lạc để có thể được tư vấn chi tiết nhất nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người.